vì sao trước khi chết, Tổng Trọng lại chọn Tô Lâm chứ không chọn Lương Cường kế nhiệm. Sự ra đi của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã được truyền thông nhà nước Việt Nam công bố. Hơn nữa, ban tổ chức chương trình nghệ thuật Vĩ Thế 17 Khát vọng hòa bình dự kiến sẽ diễn ra vào tối 19 tháng 7 tại Quảng Trị cũng đã được thông báo hoãn biểu diễn chương trình này. Một nguồn tin nội bộ cho Thời báo.de biết ông Trọng đã qua đời vào lúc 1 giờ 30 phút sáng vào ngày 18 tháng 7 năm 2024. Tức là khi đó ông đã chết não. Từ ngày 19 tháng 7, chính quyền sẽ hoãn tất cả các chương trình văn hóa nghệ thuật trên cả nước để chuẩn bị tổ chức lễ quốc tang cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Truyền thông quốc tế cũng xác nhận ông Trọng đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu từ chiều ngày 17 tháng 7 năm 2024. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời không quá bất ngờ. Sự ra đi của ông trong bối cảnh cuộc đấu đá cạnh tranh ở thượng tầng lãnh đạo cấp cao đang diễn ra hết sức quyết liệt. Đặc biệt thời điểm này là ngay trước Đại hội Trung ương 10. Đây là một hội nghị quan trọng nhằm chuẩn bị danh sách nhân sự chủ chốt cho Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Trước đó, theo giới quan sát, ngày 18 tháng 7, trong một thông báo được coi là hiếm hoi của Bộ Chính trị, đề cập đến sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Bộ Chính trị đã chỉ định Chủ tịch nước Tô Lâm thay ông Trọng điều hành các công việc trong nội bộ của Đảng. Điều này cho thấy sức khỏe ông Trọng đã rất nguy kịch. Cùng ngày 18 tháng 7, theo giới thông báo chính thức, Bộ Chính trị đã quyết định trao tặng huân chương sao vàng cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm là người đã ký quyết định tặng thưởng này. Đáng chú ý, công luận thấy rằng, theo thông lệ, việc trao tặng huân chương sao vàng thường là để thưởng cho những cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc đã qua đời. Ít nhất kể từ năm 2009 cho đến nay, những cá nhân được tặng huân chương sao vàng đều là sau khi đã qua đời. Theo giới phân tích, việc Chủ tịch nước Tô Lâm được Bộ Chính trị thống nhất ra nhiệm vụ điều hành Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư là một thắng lợi hoàn toàn của Đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, điều này cũng khiến xuất hiện các dự đoán rằng thời gian đảm nhiệm quyền lãnh đạo Đảng của ông Tô Lâm có thể sẽ kéo dài đến Đại hội lần thứ 14, dự kiến diễn ra vào năm 2026. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao Chủ tịch Tô Lâm lại lựa chọn mà không phải là những nhân vật khác như vậy? Cụ thể như Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường. Trong hệ thống các quy định về hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư là người đứng đầu của Đảng, Thường trực Ban Bí thư là người có vị trí nhiệm vụ tương đương với một Phó Tổng Bí thư. Nghĩa là khi Tổng Bí thư vì một lý do nào đó không thể điều hành Đảng, thì đương nhiên Thường trực Ban Bí thư sẽ tạm thay quyền Tổng Bí thư. Thế nhưng, theo giới phân tích, theo thông tin thông báo của Bộ Chính trị về việc giao trọng trách cho Chủ tịch nước Tô Lâm đã dùng từ điều hành chứ không phải là giao vị trí quyền Tổng Bí thư. Vì vậy, việc Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bị gạt ra ngoài là điều dễ hiểu. Một nguồn thạo tin của Đài BBC tiếng Việt cho biết, trước khi hôn mê sâu vào chiều ngày 17 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Tô Lâm là người điều hành Đảng và sau đó Bộ Chính trị đã thống nhất. Vẫn theo Đài BBC, Tổng Trọng tin tưởng Tô Lâm vì ông Tô Lâm đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đốt lò chống tham nhũng. Việc Chủ tịch Tô Lâm chứ không phải là Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tạm thời thay thế vai trò của Tổng Trọng đã cho thấy khả năng cao ông Tô Lâm sẽ là Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 sắp tới. Điều đó cho thấy cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thành công khi hạ bệ hàng loạt các nhân sự cấp cao nếu dám ngáng đường hoặc không thuộc phe cánh trong việc tiến tới chức Tổng Bí thư kế nhiệm ông Trọng. Các nhân vật như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ hay Trương Thị Mai là chủ trương của Tổng Trọng được cho là để phục vụ cho kế hoạch ông Trọng ngồi lại nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ tư tại Đại hội lần thứ 14 sắp tới. Nhưng cuối cùng việc đó đã không thành và bây giờ ông Trọng đã chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vì sao trước khi chết Tổng Trọng chọn Tô Lâm chứ không chọn Lương Cường kế nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.
chấm đề. Đại biểu Lê Thanh Vân và đòn thù của Tô Đại trong đại án Mobile Phone mua AVG. Cũng như cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Lê Thanh Vân lâu nay vẫn được coi là một trong những tiếng nói gai góc, khó nghe đối với một số lãnh đạo cấp cao trong ngành tư pháp. Vào ngày 10 tháng 7, ông Lê Thanh Vân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt giam. Đây được xem là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra đối với ông Lưu Bình Nhưỡng khi bị khởi tố vào tháng 11 năm 2023. Công luận nghi ngờ và đặt câu hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy chủ trương nhằm triệt hạ những tiếng nói phản biện của các đại biểu Quốc hội để Chủ tịch Tô Lâm tiến tới độc chiếm nghị trường Quốc hội hay không? Theo giới thạo tin, không hẳn phải là như vậy, mà khả năng cao vụ bắt giữ ông Vân có liên quan đến những ý kiến cho rằng ban lãnh đạo Nghệ Tĩnh đã và đang chuẩn bị đợt đại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG của ông Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, để làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Tô Lâm. Đây là một đại án với sự thông đồng của hàng loạt các quan chức lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông qua hai đời Bộ trưởng và các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã làm thất thoát của nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng để chia nhau. Trong đó, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm lúc đó phải chịu trách nhiệm chính khi lạm dụng quyền lực để ban hành các văn bản thuộc loại mật nhằm che giấu trong quá trình thanh tra và điều tra vụ án vừa kể trên. Tuy nhiên, do sự che chắn của giới chức lãnh đạo cấp cao, vụ án nói trên chỉ bị xét xử duy nhất một phiên sơ thẩm, không có phiên xét xử phúc thẩm, và ông Tô Lâm thoát tội một cách ngoạn mục. Tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 11 năm 2017 khi đó, trong bản tin với tiêu đề đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn vụ Mobile Phone mua AVG. Bản tin cho biết tại phần chất vấn Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn sáng ngày 17 tháng 11 năm 2017, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã chất vấn về thương vụ AVG Mobile Phone. Theo đó, đại biểu Vân đặt vấn đề như sau. Chất vấn của tôi chỉ liên quan đến một vấn đề với ba câu hỏi ngắn, gọn và tôi đề nghị Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời rành mạch, cụ thể, từng câu. Từ nhu cầu nào và dựa vào cơ sở nào mà Mobile Phone đã dùng vốn chủ sở hữu của nhà nước để mua AVG? Giá trị đích thực của thương vụ này là bao nhiêu? Từ ngày được Mobile Phone mua về đến nay, AVG hoạt động như thế nào? Có tương xứng với giá trị đồng vốn bỏ ra hay không? Theo giới quan sát, những câu hỏi gai góc như thế này của các đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Lưu Bình Nhưỡng được cho là đã đổ thêm dầu vào lửa. Điều đó đã khiến Tổng Trọng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương khẩn trương kiểm tra, kết luận làm rõ đúng sai với trách nhiệm của dự án đầy nghi vấn này. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng Trọng đã kết luận đây là một việc hết sức nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Cho đến ngày 14 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển Bộ Công an khởi tố điều tra vụ án này. Theo hồ sơ điều tra của Thanh tra Chính phủ về vụ Mobile Phone mua cổ phần AVG đã kết luận như sau. Công ty AVG chỉ có giá trị ròng khoảng 1.900 tỷ đồng, nhưng được thổi giá lên tới 8.900 tỷ đồng. Vì vậy, Mobile Phone làm thất thoát ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó thiệt hại mua nợ phải trả AVG là 1.134 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2019, Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và kết án. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị phạt tù chung thân, Trương Minh Tuấn bị phạt 14 năm tù, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Nam Trà bị phạt 23 năm tù, cựu Tổng giám đốc Mobile Phone Cao Duy Hải phạt 14 năm tù. Ngoài ra, hàng loạt các quan chức nhà nước khác có liên quan đã nhận các bản án trừng phạt thích đáng. Tuy nhiên, bị cáo Phạm Nhật Vũ với cáo buộc đưa hối lộ với số lượng lớn nhưng chỉ bị phạt có 3 năm tù. Đáng chú ý, liên quan đến giao dịch mật, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã cố ý đưa giao dịch này vào danh mục mật của nhà nước. Đó là các công văn do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã ký gửi Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cũng như công văn của Bộ Công an gửi lại Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là hai công văn tối mật và đã được chấp thuận. Trong đó có cấm không được thông tin tuyên truyền thương vụ nghìn tỷ ra dư luận do sợ người dân hiểu nhầm. Được biết, tòa có gửi văn bản tới một số cơ quan đề nghị giải mật các tài liệu, song cho đến nay
vẫn chưa nhận được kết quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin đại biểu Lê Thanh Vân và đòn thù của Tô Lâm trong đại án Mobile Phone mua AVG. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.